Rất vui được chào đón bà con quay trở lại kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con ngày thứ ba là cách úm của vịt xiêm Pháp của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thưa với bà con là ngày thứ ba trở ra thì bà con cũng nên ấm và thoáng. Đó, nay là mình dán bạc lên. Đó, mình cho bà con xem dán bạc lên. Thì các em nó ăn uống bình thường, thì mùa này mùa lạnh thì bà con cũng nên phòng thương hàn E. coli. Thì thường là 3 ngày đầu thì lòng đỏ trứng nó chưa có tan, thì bà con cũng nên chăm sóc kỹ vấn đề thương hàn. Thì mấy ngày đầu thì riêng bản thân cái con vật nuôi rất còn non kém, thì đó là món mồi ngon của anh Salmonella và E. coli. Thì bà con cũng nên giữ ấm và phòng thương hàn E. coli, nó sẽ ghép bệnh. Thì thường thì mình cũng vẫn là mang tỏi và tất cả những cái thuốc úm thì cũng thông thường là những cái cách úm bình thường. Nhưng mà đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa thì đã trải qua vài lứa nên cũng có chút xíu kinh nghiệm, nên chia sẻ lại cho bà con và các bạn nông dân. Thì đối với nhiệt độ mà bà con thấy nó rải đều trên mặt sàn, ăn uống vui đùa không kêu la, thì coi như bà con đã thành công. Thì nói như con những đứa trẻ thì đói cũng la, khát cũng la, và nó la là có vấn đề, thì bà con cũng nên kiểm tra coi nó la gì, vấn đề gì. Thì sáng nay nắng lên thì mình dán cái bạc này lên để cho nó nhìn thấy được ánh sáng tự nhiên và chơi đùa. Nhưng bà con cũng phải nên giữ ấm, tránh gió lùa. Thì bà con thấy thì mình vào đàn như thế này thì hôm nay thì nó cũng hao được mười mấy con rồi. Thì mổ ra thì hoàn toàn là vấn đề lòng đỏ chưa tan và có bị thương hàn thì E. coli nhẹ. Thì mình muốn chia sẻ lại cho bà con cái cách để úm và nhận biết được nên chúng ta phòng như thế nào để cho nó đạt được hiệu quả. Thì thưa với bà con thì những cái con mà nó đã bị thất thoát chết thì đó là những cái con yếu, nó bị ảnh hưởng ngay, rất là nhạy cảm trong cái thời gian giai đoạn đầu này. Thì bà con cũng nên nhìn và quan sát. Thì thường là những cái con đó nó yếu, nó sẽ không có ăn hoặc là ăn không tiêu, thì cơ hội cho anh Salmonella và E. coli tấn công. Tại vì cái lòng đỏ chưa tan thì nó sẽ có cái vấn đề liền. Thì tại vì mình chết mấy con thì mình mổ ra thì mình sẽ thấy là mình biết dấu hiệu lòng đỏ chưa tan và có dấu hiệu thương hàn nhẹ. Thì đây là mình cách mình để phòng. Thì mình phòng chút xíu kháng sinh phờ lo thôi, tại vì phờ lo là đặc trị thương hàn và E. coli. Thì bà con cũng nên cho cái men tỏi hoặc là tỏi bà con rượu tỏi của bà con ngâm đó, thì bà con cho nó uống để nó giúp cái men tiêu hóa thật tốt. Khi mà men tiêu hóa vào đường ruột của con vật non như thế này thì nó tiêu hóa hết, thì không còn thức ăn thừa, thì không còn cơ hội cho anh Salmonella và E. coli để tấn công. Ngày thứ ba, sáng ngày thứ ba nha bà con. Đó, bà con rải đều. Thì cách úm thì bà con cứ chia nhỏ ra, cứ cỡ 200 đến 300 trở lại thì một ô, thì bà con cứ chia nhỏ ra thì bà con dễ quản lý và chăm sóc. Bà con thấy chạy tung tăng không? Thì thật sự đây là cái chuồng sàn của mình,
thì mình cứ ngăn lại thôi, mình ngăn lại rồi mình úm trên sàn luôn. Thì ở dưới là lớp lưới lan, rồi ở trên là lớp rơm, rơm mình được xử lý qua vi sinh. Thì bà con khi bà con vào cái chuồng úm, bà con không có thấy mùi hôi thì tất nhiên là bà con đã thành công với cái môi trường, thì mình không cảm thấy hôi, không có mùi thì mình ngửi được, thì con vật nuôi nó cũng thế. Thì bà con cũng cần nên lưu ý những cái vấn đề mùi hôi chuồng trại. Thì hôm nay là ngày thứ ba, chắc là chiều nay là mình thay rơm, tại mấy ngày đầu nó ăn uống ít thì ỉa cũng không có nhiều, nên là có lẽ là chiều nay mình thay rơm. Đó, rồi bà con cứ cho ăn và cho uống. Thì làm vaccine thì mình mới làm và vaccine hôm qua, đó là viêm gan. Thì hôm nay là ngày thứ ba thì cứ ăn uống men tiêu hóa bình thường. Từ ngày thứ tư hay thứ năm thì mình sẽ làm lại ruột mỏ, tại vì cái ruột mỏ thì hiện tại nó tràn lan rồi, thì bà con cũng nên làm ruột mỏ. Rồi đến khi 7-8 ngày mình sẽ làm vịt tả. Thì đối với cái quy trình mà phát sinh của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu thì nó không có theo lịch chung, mà mình thấy con vịt khỏe là mình làm phát sinh trễ hoặc 1-2 ngày hay là sớm 1-2 ngày thì cũng không vấn đề gì, thì cái con vịt khỏe thì mình làm phát sinh thôi. Thì bà con thấy thì mình mới cho ăn rồi xong thì mình ngồi đây mình chia sẻ và trò chuyện cùng bà con, thì bà con cũng thấy hay hữu ích, thì bà con có thể chia sẻ, bà con có thể lan tỏa những cái video này đến cho tất cả những người nông dân, hoặc là mình trang bị thêm một chút xíu kinh nghiệm. Thì trước đây thì mình cũng học từ các anh chị, các trang trại và kiến thức internet và những cái thực tế, buổi đi thực tế thì đúc rút ra nhiều kinh nghiệm qua quá trình ở góc độ của người chăn nuôi. Thì mình vừa làm, vừa học, vừa trải nghiệm nên mình có những kết quả. Khi mình có những kết quả như thế này thì mình lại chia sẻ lại cùng bà con và các bạn nông dân, để cho bà con có tránh đi những cái rủi ro. Thì thật sự thì đối với con vịt siêu pháp này nó khó hơn những con vịt thường, nhưng mà chúng ta biết khắc phục và tối ưu nó thì nó cũng dễ. Chứ mình cũng không nói là mình đang thành công 100%, nhưng ít ra mình cũng đủ kiến thức để phục vụ cho các em nó như thế này. Thì bà con cứ dán bạc lên chút xíu thì bà con sẽ bỏ lại để cho nó thích nghi với không khí và môi trường bên ngoài. Tại vì nó còn quá nhỏ nên là bà con cũng nên cẩn thận và cẩn trọng vấn đề này nhé. Thì bà con có thể đóng góp ý kiến qua cái phần bình luận, thì mình cảm thấy bà con cho những ý kiến để hoàn thiện hơn cái vấn đề chăn nuôi thì mình sẽ trả lời bình luận cho bà con. Thì mong rằng bà con cũng đừng nên bình luận lại vô văn hóa, thì mình sẽ ẩn bà con thôi. Chúng ta để chia sẻ góp ý để xây dựng mô hình chăn nuôi như thế này. Hôm nay là ngày thứ ba, thì thưa với bà con thì mình làm video clip cứ 2 ngày thì mình sẽ ra một video để cho bà con thì tiện theo dõi. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nói chung suốt quá trình mình sẽ làm cho bà con những video để tỏ lòng biết ơn, thì mình thường xuyên làm để cho bà con nắm được những cơ bản như thế này. Bà con nên nhớ ấm là phải thoáng nha. Rồi cứ cho ăn và uống thôi, và phòng bệnh. Thì thật sự đối với con vịt siêu pháp này, thưa với bà con thì phải qua 35 ngày thì bà con mới có thể là dưỡng tâm, chứ còn trong thời gian suốt kia là bà con cứ phòng bệnh là chính, cứ phòng định kỳ. Chứ để khi mà chữa bệnh thì nó vất vả lắm, nó kế phát, nó ảnh hưởng rất là nhiều cho sau này. Các em ăn. Thưa với bà con, thật sự thì trong 3 đêm ngày đầu úm nhỏ như thế này, đối với mình thì mình xuyên suốt, hầu như mình thức rất là khuya,
và ở sát cùng những con vật nuôi như thế này. Nên là mấy ngày đầu mình hầu như muốn thức nhiều hơn là ngủ để xem các em ăn uống và tập tính nó như thế nào. Lạnh thì mấy ngày đầu thì nó cũng lạnh, nó sẽ túm lại, nó giụm lại, thì bà con cũng nên can thiệp. Nên là mình hiểu rất rõ, thì mong lần một lần nữa thì được gửi lời cảm ơn tất cả bà con, những người đã xem video và đặc biệt là nền tảng YouTube, để cho chúng ta có thể gần nhau hơn. Bye bye bà con, hẹn bà con vào clip sau.